Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhiều chuyên gia giáo dục ngỡ ngàng trước hành động mắng chửi, hành hung cô giáo của học sinh trường trung học cơ sở Văn Phú, tỉnh Tuyên Quang. Có thể cô giáo đã gây ra bức xúc khiến các em không hài lòng và phản ứng bồng bột. Nhưng dù thế nào thì việc học sinh nhốt cô giáo trong phòng, nói tục, ném dép vào người cô đã là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền được bảo hộ về sức khỏe, nhân phẩm, tính mạng. Đây cũng không phải trường hợp đầu tiên xảy ra việc xúc phạm thầy cô giáo. Trước đây liên tiếp xảy ra các sự việc phụ huynh hành hung giáo viên, phụ huynh làm nhục giáo viên như bắt cô giáo quỳ xin lỗi. Điều này cho thấy nghề giáo đang là nghề nguy hiểm hiện nay như một số người nhận định là có cơ sở. Ở trong môi trường học đường, môi trường văn hóa có thừa tính nhân văn, nhân ái nhưng lại xảy ra những việc nói trên làm sao thầy cô không khỏi chạy lòng. Để cho mối quan hệ thầy trò đúng với tinh thần tôn sư trọng đạo cần được giải quyết từ mối quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội. Ngoài ra, nhà trường, thầy cô không chỉ chú trọng về dạy kiến thức cho học sinh mà thông qua các hoạt động ngoại khóa, giáo dục trải nghiệm hướng nghiệp, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ để giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, phát huy phẩm chất năng lực học sinh theo đúng mục tiêu yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, các đoàn thể xã hội, chính trị như công đoàn, đoàn thanh niên Hội cựu chiến binh, hội phụ nữ luôn đồng hành phối hợp cùng nhà trường cùng giáo dục các em. Đặc biệt, gia đình là tổ ấm của các em, cha mẹ cần có vai trò tích cực trong giáo dưỡng tâm hồn các em từ những lời nói, việc làm gương của bố mẹ, nhất là thái độ kính trọng thầy cô giáo của phụ huynh. Tất cả hãy cùng chung tay giáo dục các em mới hy vọng hình thành nhân cách chuẩn mực cho học sinh để không có xảy ra vụ việc học sinh ném dép, dồn cô giáo vào góc tường nhói lòng như ở Tuyên Quang.